Xin chào các bạn. Mỗi năm Singapore thu hút hàng ngàn học sinh, sinh viên nước ngoài đến học tập với đầy đủ các chuyên ngành, bao gồm cả chương trình học tiếng Anh ngắn hạn. Singapore được biết đến là một quốc gia phát triển mang tầm vóc quốc tế về kinh tế, khí hậu trong lành, an ninh nghiêm ngặt và còn là trung tâm giáo dục bậc nhất tại khu vực Đông Nam Á. Mỗi năm Singapore thu hút hàng ngàn học sinh, sinh viên nước ngoài đến học tập với đầy đủ các chuyên ngành. Vậy tại sao du học Singapore lại trở nên hot như vậy? Với chương trình tiếng Anh thì chúng ta không thể không nhắc đến ngôi trường MDIS. Học viện Phát triển Quản lý Singapore MDIS được thành lập vào năm 1956, là học viện phi lợi nhuận chuyên nghiệp lâu đời nhất tại Singapore, nơi cung cấp cơ hội học tập cho mọi người. Sau gần 60 năm miệt mài hoạt động và không ngừng phát triển, MDIS đã xây dựng được vị trí vững chắc trong nền giáo dục Singapore với chất lượng đào tạo cao và chuyên nghiệp, chi phí hợp lý, hệ thống trang thiết bị phục vụ học tập hiện đại và khu ký túc xá nằm ngay bên trong khuôn viên trường, tất cả tạo nên một môi trường học tập và sinh hoạt tiện nghi cho sinh viên khi du học tại Singapore. MDIS còn là một trong ít những học viện nhận được chứng nhận EduTech 4 năm. Đây là học viện tư thục có khu học xá và ký túc xá riêng và cam kết hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình học. Chương trình tiếng Anh của trường giúp bạn hòa nhập vào môi trường tiếng Anh hoàn hảo, tạo điều kiện cho bạn có cơ hội được trải nghiệm, từ đó có khả năng nói, thực hành và sử dụng tiếng Anh. Chương trình tiếng Anh tại trường MDIS được thiết kế chuyên sâu với lộ trình học, bao gồm 5 cấp độ từ vỡ lòng tới nâng cao và được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 tiếng Anh cơ bản và cấp độ. Các môn tiếng Anh cơ bản xây dựng các kỹ năng cơ bản của sinh viên như nghe, nói, đọc, viết và củng cố ngữ pháp và từ vựng. Bên cạnh đó, các em được phát triển kỹ năng giao tiếp nhằm giúp các em phát triển khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp trong mọi tình huống. Giai đoạn 2 tiếng Anh học thuật 2 cấp độ, thời gian học 2 tháng 1 cấp độ. Giai đoạn này phát triển kỹ năng đọc và viết trong học thuật, củng cố kỹ năng nghe, ghi chép, thuyết trình tiếng Anh sử dụng cho mục đích học tập các chuyên ngành. Kết thúc khóa học, sinh viên sẽ nhận được chứng chỉ Professional Certificate English. Học phí là 2.461 đô Singapore trên level trên tháng. Thủ tục khi du học tiếng Anh tại trường MDIS Singapore. Kết cấu khóa học tiếng Anh của trường MDIS bao gồm 5 cấp độ, từ cơ bản đến nâng cao, mỗi cấp độ kéo dài 2 tháng với tổng 5 cấp độ là 10 tháng. Về thủ tục và giấy tờ, bạn cần phải chuẩn bị như sau. Bản sao giấy khai sinh passport bằng và bản điểm của cấp học cao nhất, 4 ảnh 4x6, giấy xác nhận việc làm nếu có, chứng chỉ tiếng Anh TOEIC IELTS hoặc làm bài test tiếng Anh của trường. Khi đã chuẩn bị đầy đủ, các bạn chỉ cần nộp cho công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Tại đây chúng tôi sẽ tiến hành dịch thuật điền form cũng như phân tích từng trường hợp hồ sơ cụ thể để đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho bạn. Các bạn hãy tham dự ngay tuần tham vấn du học Singapore tại trường MDIS. Chi phí tiết kiệm bằng cấp quốc tế, đa dạng các chương trình học. Thời gian là bắt đầu từ thứ 2 đến thứ 6, vào ngày 18 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9 năm 2017. Thời gian là sáng 9 giờ sáng đến 11 giờ và chiều là từ 15 giờ đến 17 giờ. Địa điểm văn phòng công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Để biết thêm thông tin chi tiết về chủ đề hôm nay cũng như các quá trình làm hồ sơ xin visa du học Singapore, các bạn đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương của chúng tôi tại chi nhánh quận Nhất, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 02838484879. Tại chi nhánh quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Số điện thoại 02838382080. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.